Chào các bạn, mình tên là Sasha và trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cùng các bạn về việc tốt nghiệp trên đại học của mình. Và rất là lâu rồi mình chưa quay video và mình cảm thấy mình nhớ các bạn quá. Cảm ơn các bạn đã cho Sasha rất là nhiều lời chúc, rất là nhiều lời ủng hộ kênh của mình. Và Sasha đã không bỏ kênh YouTube của mình đâu, Sasha đã chỉ quá tập trung vào việc học của mình thôi. Nếu các bạn không biết, mình đã tốt nghiệp trên đại học tổng hợp liên bang Biennium tại đảo Ruski, thành phố Vladivostok ở Biên Đông Nga. Nó rất là xa từ quê của mình. Và mình đã học ngành Việt Nam học. Thực ra là mình cũng nghiên cứu về khu vực Đông Nam Á và mình học rất nhiều thứ về Việt Nam và về những quốc gia Đông Nam Á. Và mình vừa hoàn thành 3 kỳ thi rồi và mình vừa bảo vệ đồ ăn tốt nghiệp của mình. Ura! Và những kỳ thi đó thì quá là khó luôn các bạn ạ. Mình cảm thấy mình đã mặt hầu hết tất cả cho xếp của mình rồi. Một điều quan trọng nhất mình muốn nhắc lại cho các bạn là bảo thời gian cẩn thận và nhiều áp lực. Các bạn hãy nhớ chăm sóc cho sức khỏe của mình. Sức khỏe tâm lý, sức khỏe không tâm lý cũng nên chăm sóc. Và mình đã cố gắng rất là nhiều để thư giãn nhiều hơn, để dành thời gian để đi chơi cùng các bạn của mình, hoặc là tập thể thao, hoặc là tham gia trong những hoạt động trên đại học của mình. Trước khi nói về những kỳ thi của mình, mình muốn cho các bạn biết về một sự kiện đã xảy ra tại trên đại học của mình. Sự kiện đó là sự kiện về cà phê Việt Nam. Bọn mình đã dạy các bạn gọi cà phê ở Việt Nam như thế nào, dạy các bạn nổi tiếng Việt một chút và uống cà phê Việt Nam và cà phê bạc xỉu, cà phê sữa đá, cà phê sữa. Có nghe hiểu không? Có rồi. Una match. Как ты рэк? Мы актеп. У нас имеется. Вон. Целых. Хайкай. Мига. Тоже хайкай. Капучино. Затланон. Тао, затлавуй. Ань лаке майман. Ань лаке майман. Не знаешь такую песню Субин? Ке майман. Sự kiện đó do công ty Việt Food tại thành phố Vladivostok ủng hộ. Và mình thấy sự kiện đó quá là thú vị và mình đã rất thích trải nghiệm này. Miễn là mình cảm thấy hồi buồn và hồi tiếc rằng mình sắp tốt nghiệp trên đại học rồi và sẽ không thể tham gia trong những sự kiện giống như vậy nữa. Và bây giờ hãy nói về những kỳ thi của mình. Và kỳ thi đầu tiên đã từng là kỳ thi tiếng Việt. Mình rất thích học tiếng Việt nên kỳ thi đó không phức tạp quá, nên mình đã chuẩn bị quá là nhiều cho kỳ thi này. Kỳ thi đó có 3 phần. Phần thứ nhất là phần nói. Ui, không phải. Phần thứ nhất là dịch bài từ tiếng Việt sang tiếng Nga và phần thứ hai là ngược lại, dịch bài từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Và nó khá là khó, có vòng từ về ngành dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga. Tuy nhiên trong lúc của mình đã phải chuẩn bị 15 chủ đề để nói trong phần thứ ba. Và những chủ đề đó bao gồm hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam, hệ thống giáo dục ở Việt Nam, kinh tế Việt Nam, những vấn đề xã hội ở Việt Nam, hệ thống chính trị ở Việt Nam. Khó nhất đối với mình. Nên bây giờ mình cảm thấy mình biết tất cả mọi thứ về Việt Nam luôn. Thậm chí là mình biết tất cả tên của 18 bộ chính trị ở Việt Nam, bộ quốc phòng này, bộ công an, bộ tư pháp, bộ tài chính, bộ kế hoạch và đầu tư, bộ phát triển nông nghiệp và nông thôn, bộ y tế, bộ nội vụ. A few moments later.
Kỳ thi thứ hai là kỳ thi chuyên môn. Đã từng có 60 câu hỏi mà sinh viên đã phải chuẩn bị. À, 60 câu hỏi này đã rất là đa dạng và rất là phức tạp, không chỉ về Đông Nam Á và Việt Nam mà cũng về Trung Đông, về Nam Á, về châu Mỹ, về rất là nhiều thứ, về chính sách ngoại giao của nước Mỹ, rất là khó luôn. Mình đã cảm thấy mình sắp phát điên rồi, sắp phát điên. Nhìn mai sao mình chưa phát điên. Cảm ơn. Và mình đã cũng có một kỳ thi nữa về việc làm phiên dịch tiếng Anh. Nó cũng quá là hay luôn. Mình muốn chia sẻ cùng các bạn một chút video về sự kiện đó. Tất cả mọi sinh viên đã thử làm người phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Nga, nó rất là hay. Tất cả mọi sinh viên đã phiên dịch trong mọi hội nghị khoa học và đã thuyết trình nữa. Chắc gì trong tương lai Sasha có thể làm phiên dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt và ngược lại. Chính là mục tiêu của mình. Và dạo này mình vẫn sẵn trên đại học của mình, bởi vì mình cảm thấy mình phải sẵn những nơi mình yêu thích nhất rất là nhiều trước khi mình sẽ về quê. Và chắc là một toán nữa và mình sẽ sẵn quê của mình rồi. Mình sẽ rất nhớ trường đại học của mình. Và các bạn yêu ơi, Sasha rất muốn chúc tất cả các bạn trong xem video này sự thành công và sự may mắn trong tất cả việc học của các bạn ạ. Và cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Baka baka!